Đây là một loại dược liệu mà em rất là ưa thích để sử dụng điều trị về nấm này. Đây là một loại dược liệu có tính kháng khuẩn cực kỳ mạnh, điều trị các loại nấm. Và đây là cái cây mang tên là cây móng tay, chắc là mọi người đã nhận ra rồi. Cây móng tay này thì đặc điểm nó là có tính kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt. Do đó là mọi người, những người bị nấm móng tay này, những người mà bị nấm da đầu này, hay là bị hắc lào, lang ben, ghẹ lở ấy, có thể sử dụng cho em cái phần trên mặt đất của nó này. Sau đó là mọi người có thể giã nát, đắp trực tiếp vào cái vùng mình bị nấm đó chẳng hạn. Cách thứ hai ấy là mọi người có thể là đun sôi này, cùng với ví dụ lá xoan chẳng hạn, hay là lá ba gạc, và cái thân cây lá của cái cây móng tay này. Sau đó là mọi người đun khoảng 3 lít nước ấy, mọi người tắm đó. Thế thì với sản phẩm ví dụ như là điều trị rụng tóc này, hay là điều trị nấm da đầu ấy, dùng rất hiệu quả luôn. Mọi người thể lấy lá móng tay này đun nước vào gội đầu, hoặc là đã nát đắp vào vùng nấm da đầu của mình. Và đây, trong một sản phẩm mang tên là dầu gội tự liệu Đông Phương này của em ấy, thì đều có thành phần lá móng tay này. Và cách bào chế ấy, thì mọi người có thể lấy cái lá móng tay này, mọi người phơi khô trong bóng râm nhé, không phơi nắng. Sau đó mọi người có thể tán bột hoặc là nghiền bột như thế này, em đóng thành túi và mọi người có thể sử dụng. Dùng rất là hiệu quả trong nấm này, rụng tóc này, hói đầu này. Đấy, dùng rất là hay luôn. Và mọi người cần tư vấn bệnh hay thuốc đông y, hay là những sản phẩm ví dụ như dầu gội dược liệu như thế này, hay là sản phẩm điều trị nấm này, rồi thì là nấm ngứa, nấm móng, thì có thể liên hệ hoặc là comment bên dưới, thì em sẽ có thể tư vấn cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.